Giải trí miền Tây chào mừng cô chú các anh chị và các bạn đã quay trở lại. Chúc cô chú các anh chị và các bạn xem video vui vẻ, sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Giải trí miền Tây tiếp tục cập nhật tình hình giá mít Thái, giá mít Indo ruột đỏ vào lúc 9:30 sáng ngày thứ hai 29 tháng 1 năm 2024. Tình hình giá mít Indo ruột đỏ cũng như giá mít Thái Lan hiện nay đang khan hiếm nên giá tăng liên tục. Đây là tín hiệu vui và rất vui cho bà con đang còn mít cũng như cô chú các anh chị và các bạn đang sắp thu hoạch mít. Giá mít hiện nay tăng liên tục, tình hình giá mít còn có thể tăng nhiều hơn nữa. Bởi tình hình mít ở nhà vườn hầu như đã cạn và diện tích mít đã bị thu hẹp. Đồng thời xuất khẩu mít lại tăng, chính vì thế giá mít hôm nay giá tăng liên tục. Đây là bảng phân loại mít Thái ở khu vực miền Tây và được phân loại mít nhất 9kg trở lên, kem nhì 7kg trở lên, kem 3 4kg trở lên. Mít có giá cao hay thấp cũng do mẫu mã, cũng do chất lượng mít. Chính vì thế cô chú các anh chị và các bạn cần chú trọng vào mẫu mã và chất lượng để có giá cao hơn. Giá mít Thái Lan vào 9:30 sáng ngày hôm nay có giá như sau. Ở khu vực Vĩnh Long, Cần Thơ, Hậu Giang, mít kem lớn 38.000 đồng một ký, kem nhì 28.000 đồng một ký, mít kem ba có giá 18.000 đồng một ký. Và mít chợ ở khu vực Cần Thơ, Hậu Giang, Vĩnh Long có giá 6.000 đồng một ký. Tiếp theo là khu vực Đồng Tháp, Long An, An Giang, mít kem lớn 39.000 đồng một ký, kem nhì 29.000 đồng một ký, mít kem ba 19.000 đồng một ký. Mít chợ khu vực Đồng Tháp, Long An, An Giang có giá 6.000 đồng một ký. Khu vực Tiền Giang là khu vực tập trung nhiều giữa mít lớn và gần những tuyến đường giao thông trọng yếu nên giá cả lúc nào cũng cao hơn so với những khu vực khác. Khu vực Tiền Giang giá mít hôm nay lên đến 40.000 đồng một ký kem lớn, kem nhì 30.000 đồng, mít kem 3 20.000 đồng. Mít chợ ở khu vực Tiền Giang có giá 6.000 đồng. Khu vực Tiền Giang giá mít đã lên 40.000 đồng một ký, đây là tín hiệu vui cho bà con, cô chú, anh chị và các bạn đang có mít. Khu vực miền Đông, Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai, Vũng Tàu, kem lớn 31.000 đồng một ký, mít kem nhì 21.000 đồng một ký, mít kem 3 11.000 đồng một ký. Mít chợ khu vực miền Đông, Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai, Vũng Tàu có giá 4.000 đồng một ký. Khu vực Tây Nguyên là khu vực xa trung tâm thành phố, xa những trục lộ chính nên giá cả thấp hơn so với những khu vực khác. Khu vực Tây Nguyên mít kem lớn 30.000 đồng một ký, mít kem nhì 20.000 đồng một ký, mít kem 3 10.000 đồng một ký. Mít chợ ở khu vực Tây Nguyên có giá 4.000 đồng một ký. Giá mít hiện nay tăng liên tục do mít đang khan hiếm và tình hình xuất khẩu lại tăng hơn. Diện tích mít hiện nay hầu như đã thu hẹp bởi bà con trồng mít Thái Lan đa phần là trồng sen canh với những loại cây khác. Và hiện nay những loại như sầu riêng đã đến thời điểm để trái. Chính vì thế bà con thường chặt mít bỏ và diện tích mít càng ngày càng thu hẹp và giá mít được cao hơn cũng như tình hình xuất khẩu được tốt hơn. Ngoài những tiêu chí trên, giá mít cao hay thấp cũng do mẫu mã, cũng do chất lượng mà trái mít mà cô chú các anh chị và các bạn chăm sóc ngon, tốt, đẹp, to, tròn đem lại quyết định giá cả của cô chú, các anh chị và các bạn. Chính vì thế vấn đề chăm sóc cây mít rất quan trọng. Ngoài tình hình trên, vấn đề vườn mít của cô chú, các anh chị và các bạn xa hay gần những trục lộ chính, xa hay gần những dựa mít lớn cũng quyết định được vấn đề giá cả cao hay thấp. Bởi vườn mít cô chú anh chị và các bạn xa những vựa lớn, xa những trục lộ chính, vận chuyển khó hơn. Chính vì thế thương lái thu mua với giá thấp hơn so với những khu vườn khác cũng như chủng loại khác, giá cả cũng khác nhau. Đó là tình hình mà cô chú, các anh chị và các bạn cần nghiên cứu. Bởi khi chúng ta đầu tư một khu vườn mít, chúng ta nên đầu tư địa điểm giống mít cũng như chất lượng như thế nào để chúng ta bán ra thị trường có giá cao hơn những loại mít khác. Tiếp theo là tình hình giá mít
Indo ruột đỏ. Giá mít Indo ruột đỏ hiện nay đang rất tốt và đang tăng liên tục. Đây là tín hiệu rất vui cho bà con. Mít Indo ruột đỏ loại nhất 8kg trở lên giá 55-57.000 đồng một ký, loại nhì 6-8kg giá 45-47.000 đồng một ký. Mít loại 3 có giá 35-37.000 đồng một ký. Mít Indo ruột đỏ mít chợ có giá 17-18.000 đồng một ký. Đây là giá mít rất tốt và giá mít có thể còn tăng cao hơn nữa bởi tình hình mít xuất khẩu hiện nay đã xuất khẩu tăng trở lại và diện tích cũng như mít đang thu hoạch thu hẹp và ít hơn. Chính vì thế giá mít ngày một tăng cao hơn. Giá mít cao hay thấp cũng do mẫu mã, cũng do chất lượng của mít. Chính vì thế cô chú các anh chị và các bạn nên chú ý vào, chúng ta nên chú ý vào kỹ thuật canh tác và chủng loại mít khác nhau cho giá khác nhau. Xin chúc mừng những cô chú anh chị nào còn mít ở vườn, còn mít đang thu hái ở thời điểm này là thời điểm rất tốt và thu nhập rất cao. Giải trí miền Tây xin nhắc lại giá mít Indo ruột đỏ loại nhất 8kg trở lên giá 55-57.000 đồng một ký. Loại 2 6-8kg giá 45-47.000 đồng một ký. Mít loại 3 có giá 35-37.000 đồng một ký. Mít chợ có giá 17.000 đồng một ký. Đây là giá chính thức hôm nay. Giải trí miền Tây ngoài cập nhật tình hình giá mít Indo ruột đỏ, giá mít Thái Lan còn cập nhật một số loại nông sản khác như sầu riêng, ớt, dưa leo, khổ qua hay tất cả những loại nông sản dây leo và những loại trái cây. Cô chú các anh chị và các bạn muốn tìm hiểu về giá cả, muốn tìm hiểu về giải trí, muốn tìm hiểu về kỹ thuật, hãy trở về trang chính của giải trí miền Tây và tìm những video thích hợp để cô chú các anh chị và các bạn xem và tìm hiểu. Cảm ơn cô chú các anh chị và các bạn đã bỏ thời gian quý báu xem hết video này. Và cô chú anh chị đừng quên, nếu cảm thấy ý nghĩa, để lại một lượt đăng ký, một lượt like, chia sẻ về trang cá nhân để mọi người cùng theo dõi. Ấn vào cái chuông để cô chú các anh chị và các bạn là người đầu tiên nhận được video sớm nhất của giải trí miền Tây. Giờ đây xin nói lời chào tạm biệt. Cảm ơn. Bye bye.